Chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, triển khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tạo ra sự thay đổi rõ nét trong tư duy của người dân về xây dựng, nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng, chủ lực của địa phương. Để đưa sản phẩm OCOP ra thị trường, cùng với chú trọng nâng cao chất lượng, thời gian qua nhiều chủ thể đã quan tâm đầu tư đổi mới mẫu mã bao bì theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp. Sản phẩm chè dưới tán hồi của gia đình bà Dung đã được sản xuất từ lâu. Ban đầu sản phẩm đóng túi ni lông, chưa có tem nhãn, nên chủ yếu là tiêu thụ cho khách quen trong huyện. Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, gia đình bà đã cải tiến mẫu mã sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Chè nhà tôi chỉ là hút trên không, bao vàng bình thường thôi thì sản phẩm tiêu thụ cũng chậm. Thế còn bởi từ lúc mà có hộp đóng gói thành túi nhỏ, rồi là hộp túi 200 gram, rồi mẫu mã nó đẹp hơn, rồi là có túi sách cho khách hàng. Tỉnh Lạng Sơn hiện có 153 sản phẩm OCOP, trong đó có 23 sản phẩm 4 sao. Các chủ thể đã quan tâm nhiều đến xu hướng phát triển của thị trường, đầu tư cho sản phẩm chủ lực, tiêu biểu của địa phương bằng những mẫu mã, bao bì độc đáo, bắt mắt, có gắn sao OCOP. Vâng. Ở cửa hàng chúng tôi thì là chuyên về sản phẩm OCOP của tỉnh Lạng Sơn, về nông sản và đặc sản của vùng. Và trong mấy năm gần đây thì tất cả các cơ sở sản xuất có chú trọng về bao bì mẫu mã để hướng tới là những cái sản phẩm hướng tới làm quà tặng. Tôi cũng yêu cầu là những cái mẫu mã sản phẩm trước đây mà đến thời điểm hiện nay không đáp ứng được yêu cầu, hoặc là nó đã không phù hợp, hoặc là nó chưa có cái sự thay đổi mới, thì chúng tôi có yêu cầu họ đầu tư về các cái mẫu mã rồi thì các cái nâng cao chất lượng sản phẩm trong cái thời gian tới. Từ sự chủ động của các chủ thể OCOP cũng như sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan liên quan, các sản phẩm OCOP của Lạng Sơn ngày càng có mẫu mã bao bì phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ.